Ngày 15 tháng 11, thành phố Hà Nội đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013. Tới dự có các đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc diễn tập, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu thực hiện của các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đồng thời, thông qua việc diễn tập để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng đảm bảo của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thủ đô trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ cùng các cấp ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của thành phố, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thủ đô, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội 2013 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, với 13 nội dung chia thành 3 giai đoạn. Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng giúp lực lượng vũ trang thủ đô xây dựng và tác chiến phòng thủ, trên cơ sở đó củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.